Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chương 641, Mộng Điệp ha ha ha, thống khoái thống khoái, còn muốn cáo chúng ta hắc trạng, quả thực tự lấy nhục à. Một buổi sáng sớm, Dương Sát cười lớn từ bên ngoài trở lại cái này đặt chân tiểu viện, vẻ mặt đắc ý dương dương bộ dáng, đi theo phía sau âm sát cùng quỷ sát hai người, cũng là bất giác cười một tiếng, ý mừng hiển thị rõ. Chắc phàm đẩy cửa phòng ra đi tới, kỳ quái xem bọn hắn liếc một chút sâu xa nói thế nào đánh máu gà hắc 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 so đánh máu gà còn thoải mái bất giác ta cười một tiếng dương sát phóng nhãn nhìn xem các cái gian phòng nói đám kia thằng nhãi con đây còn không mau chạy ra đây cùng lão tử chia sẻ một chút hôm nay thành quả thắng lợi muốn khoe khoang thì cùng ta khoe khoang tốt những tiểu tử, tử kia ta để bọn hắn bố trí xuống kết giới tĩnh tâm tu luyện vừa mới đột phá tu vi đến thừa dịp mấy ngày nay thật tốt vững chắc một chút ha 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 nói cũng đúng vẫn là người muốn chu đáo dù sao chúng ta là không ngừng hướng bên trên khiêu chiến nam nhân chỉ là một cái hạ tam tông đã lại khó thỏa mãn chúng ta dã tâm dương mắt nhìn chắc phàm liếc một chút dương sát bất giác vui vẻ ra mặt tiếp lấy hưng phấn nói chắc quản gia người biết sáng sớm hôm nay chúng ta đi làm gì không chậm rãi lắc đầu chắc phàm từ chối cho ý kiến không biết cũng không muốn biết nhiều lắm là cũng là bị gọi đi xử lý hôm qua sự tình còn có thể làm gì ách bất giác chỉ trệ Dương sát bất đắc dĩ nhún nhún vai, người tiểu tử này chỉ một điểm này khiến người ta hận đến miến răng, tinh cùng khỉ giống như trong lòng so người nào đều rõ ràng, miệng phía trên còn nói không biết, để lão tử liền cái cái nút đều bán không ra, thật sự là mất hứng, hừ, ha ha ha, dương sát, ngươi cùng tiểu tử này có cái gì cái nút bán chạy, còn là có chuyện nói thẳng đi, nếu là ngươi không nói lời nào, ta như là nói, lúc này, âm sát vỗ vỗ bả vai hắn đều cười ra tiếng, thế nhưng là nghe xong lời ấy, Dương sát cái này nói nhảm, nhưng là không đáp ứng, vội vàng nói, không không không, vẫn là ta nói. Chuyện này nhất định phải từ ta tự mình giảng thuật, mới càng đặc sắc, lướt nhìn nhau, mọi người thấy Dương sát bộ dáng như vậy, tựa như lúc trước nói quá nhà cách mạng sử đồng dạng, bất giác tất cả đều cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử này, bình thường không có gì yêu thích, thì là ưa thích qua cái miệng nghiện, vậy thì do hắn đi thôi. Lại nói hôm nay chúng ta một buổi sáng sớm, liền bị một đạo thô kịch thanh âm mang ra thả mắt nhìn đi chỉ thấy cửa vị trí đứng đấy một vị vải thô áo gai trung niên nhân người này tuy nhiên dung mạo không đáng để ý nhưng là cái kia một thân khí thế cường hãn dương sát giống như kể chuyện diễn nghĩa đồng dạng tình cảm giạt rào chắc phàm nhìn lấy đây hết thảy lại là gương mặt nhịn không được hung hăng co lại lạnh lùng nói giản lược nói tóm tắt nói điểm chính người kia cũng là song long viện bảo thối gọi chúng ta đi đem ngày hôm qua sự tình nói rõ một chút sắc mặt bất giác trầm xuống dương sát một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía chắc phàm oán giận nói người có thể hay không thông cảm một chút nói cố sự tâm tình người ta em đẹp tạo nên không khí liền bị người dạng này vô tình cắt đứt bất giác mỉm cười cười một tiếng trác phàm thở dài lắc lắc đầu hiện tại hắn tính toán biết vì sao toàn bộ ma sách tông trưởng lão cung phụng nhóm đều sợ tiểu tử này nói quá nhà cách mạng sử nguyên lai like nghe hắn nói cố sự thật rất đau a à, đau lòng gặp trác phàm trầm mặc không nói dương sát thật sâu nhìn lấy hắn trầm ngâm thật lâu cuối cùng nín không đi xuống tiếp tục nói lúc đó chúng ta theo cái kia người tới hôm qua cái kia tỉ thí sân bãi chỗ đó đã là một vùng phế tích hoang vu cô tịch thế nhưng là ngay tại cái kia mất hết cả hứng chỗ lại là có hai đạo cao lớn vĩ ngạn bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó để cho chúng ta nhịn không được lòng sinh sùng bái nói điểm chính mi đầu nhịn không được lắc một cái chắc phẩm khóe miệng bất giác một phát nói lại nói lão tử hôm qua thì phá hủy nó một mặt vách tường mà thôi từ đâu tới một vùng phế tích câu chuyện căm ghét khoát khoát tay dương sát một mặt bất mãn nói tốt người không thích lão tử ý cảnh này làm nổi lão tử không nói chính là thực chính là chúng ta hôm nay bị gọi đi nhìn thấy song long trí tôn còn có ngày hôm qua cái bình phán trưởng lão cùng ngự thú tông cái kia lỗ lão đầu tàn hồn cũng cùng một chỗ ở nơi đó hai vị trí tôn hướng chúng ta ba phe đối chất một chút tìm hiểu tình hình cái gì song long trí tôn tự mình tới đó không khỏi sững sờ chắc phàm cũng là trong lòng run lên hơi hơi gật gật đầu dương sát từ chối cho ý kiến nói đương nhiên hạ tam tông ra lớn như vậy một việc song long trí tôn tự nhiên thân đến hiện trường xem mà lại nhìn hai vị trí tôn biểu lộ cũng là rất kinh dị à sau cùng còn quyết định tự mình tọa chấn hạ tam tông thi đấu thì vì phòng ngừa tiểu tử ngươi lại dẫn xuất cái gì cái sọt đến ha 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 song long trí tôn bởi vì ngươi một người ra mặt cũng thật sự là vinh hạnh lớn lao âm sát cũng là gật gật đầu nhìn về phía trác phàm vui vẻ cười nói khẽ cho mày trác phàm kỳ quái nói chẳng lẽ nói hôm qua sự tình cứ như vậy hết, đương nhiên, còn có thể thế nào, ta lúc đó liền đã nói, ngươi là trên đài xuất thủ, nhằm vào là cái kia hôi hùng, trên trận những cái kia ngự thú tông đệ tử chết thảm, hoàn toàn là bị dư âm năng lượng đánh chết, không có quan hệ gì với chúng ta, điểm này, cái kia bình phán trưởng lão cũng là thằng thắn, chỉ tiết tự thuật, song long trí tôn luôn luôn theo lẽ công bằng chấp sự, đương nhiên sẽ không khó xử chúng ta, dương sát chuyện đương nhiên nói, suy nghĩ một chút, cha phàm lại hỏi cái kia lỗ trưởng lão đây hắn cam tâm như thế hết sao này hắn chỗ nào hội cam tâm bất quá coi như hắn niệm rách mồm song long trí tôn cũng không nghe hắn dù sao sự thật bày ở trước mắt tới tham gia song long hội cái kia không phải sớm đã làm tốt tổn thất nặng nề dự định chỉ bất quá hắn lần này vẫn khí không tốt quá thảm điểm mà thôi ha 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 bất giác cười lớn một tiếng dương sát ôm bụng cười nói đúng hắn trả cao chúng ta hắc trạng nói tại ma sách tông tinh anh trong môn chưa thấy qua chúng ta nói chúng ta nhờ người ngoài lúc đó ta thì đồ ập xuống nói cho hắn biết chúng ta là mẹ hắn tạp dịch phòng kết quả hắn nhất thời thì mắt trợn tròn còn nói chúng ta tông chủ tiểu nhân vô sỉ làm loại này hay xả đuổi cột trò xiếc sau cùng song long trí tôn tựa hồ đối với hắn cũng phiền còn để hắn tranh thủ thời gian tìm cỗ nhục thân tồn tại miễn cho biến mất giữa thiên địa ha 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 đoán chừng khi đó hắn bị tức đến không nhẹ đi nghe được lời này còn lại ba người cũng là cười một tiếng cười nhạo lấy lắc lắc đầu cái này không may lỗ trưởng lão, một câu bên trong không có một câu hữu dụng, nhưng chỉ có một câu coi, như hắn nói đúng. Đó chính là bọn họ tông chủ, thật là cái tiểu nhân vô sỉ. Điểm này, liền chính bọn hắn người đều không phản đối. liếc nhìn nhau, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều là lần nữa cười to lên. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là ngột vang lên. Chắc phàm, chắc phàm, không tốt, xương nhi nàng bị người bắt đi, không khỏi sững sờ. Bốn người dương mắt hướng nhìn ra ngoài, lại chính gặp một đạo yểu điệu bóng hình sinh đẹp cuống cuồng bận bịu hoảng hướng bọn họ nơi này chạy tới lại chính là vĩnh ninh công chúa không thể nghi ngờ a à, lại là nha đầu kia nàng không phải hôm qua chúng ta đi ra lúc đó chàng người sao cái thứ nhất chạy tới hướng ngươi chúc mừng người a à. còn có một cái nha đầu đây nghe nàng nói là bị bắt đi mí mắt hơi hơi nhảy một cái dương sát một mặt kỳ quái nói không có khả năng a à. song long viện địa phương ai dám động đến to không muốn sống trong lòng cũng là có chút hồ nghi Chắc phàm nhẹ sơ lên hai bước tiến lên, đỡ lấy vội vàng chạy đến Vĩnh Ninh thân thể, thản nhiên nói. Đến tôi cùng xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, chắc phàm, không tốt, chúng ta vừa ra cửa liền bị một đám nước khác thế tử đùa giỡn, xương nhi cản bọn họ lại, để cho ta tới cầu cứu, hiện tại đoán chừng đã bị bắt đi. Vĩnh Ninh cuống cuồng bận bịu hoàng, rơi lệ như cực, ánh mắt càng là có chút giật mình lo lắng, dương sát bọn người nghe, bất giác cùng nhau cau mày nói. Song Long viện địa phương, cái kia con ông cháu cha to gan như vậy dám tùy tiện ở chỗ này lỗ mãng liền xem như đến đây quan chiến các quốc gia khách quý cũng không có lá gan này à lại nói cả phải loại sự tình này tùy tiện tìm xong long viện một cái bảo thối đều có thể giúp nàng giải quyết làm gì chạy xa như vậy đi cầu cứu dương sát trong lòng ba người hồ nghi chắc phàm cũng là nhíu mày chắc phàm người nghe ta nói tựa hồ là nhìn ra trong lòng mọi người không tin vĩnh ninh bất giác thất kinh lần nữa tự thuật một lần lúc trước lời nói một từ không bỏ sót trong mắt cầu xin chi xác hoàn toàn không giống làm bộ thậm chí cái kia hơi có vẻ giật mình lo lắng ánh mắt đều có chút điên cảm giác bất đắc dĩ trợn mắt một cái dương sát bất giác bật cười một tiếng được nhà đầu này khẳng định bị kích thích bị dọa sợ nói chuyện so lão tử còn dườm già tốt ta minh bạch chúng ta bây giờ liền đi cứu sương nhi thật sâu nhìn vĩnh ninh liếc một chút chắc phàm trong mắt tinh quang lóe lên đạm mà gật đầu dương sát gặp lại là sững sờ uy sự kiện này quá cổ quái a à, người còn thật đi thế nhưng là Chắc phàm tựa như không nghe thấy hắn lời nói giống như bao quát vĩnh ninh vòng eo liền bỗng dưng bay lên không trung biến mất trong nháy mắt không thấy dương sát còn muốn nói tiếp cái gì âm sát lại là vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai cười nói không có gì đáng ngại tiểu tử này so ngươi tinh khôn nhiều ngươi đều có thể nhìn xảy ra vấn đề hắn chỗ nào có thể nhìn không ra biết rõ núi có hổ khuynh hướng hổ sơn hành mi đầu bất giác vẩy một cái Dương sát bất giác nhẹ bật cười, thở dài, tiểu tử này, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn na à. nói, ba người liếc nhìn nhau, liền tất cả đều trở về phòng, không chút nào vì chắc phạm an nguy lo lắng. Một phương diện khác, ở một tòa che lấp trong rừng rậm, Sương nhi hai con người khép hờ, một mặt điểm tĩnh nằm tựa ở một cây đại thụ trước, như là một vị ngủ mỹ nhân giống như, yên tĩnh bất động, nàng quanh người, bị một tầng nhạt vầng sáng xanh làm bao phủ, một cái dài hơn một mét màu lam nhạt bơm bướm ở chung quanh nàng không ngừng mà bay múa huy sái ra cái này ánh sáng màu xanh lam bạch bỗng nhiên xương nhi hai con ngươi bỗng nhiên mở ra trong đồng tử giống như chư thiên tinh thần thần bí mà thâm thúy một cỗ kỳ dị ba động trượt một chút khuếch tán ra đến nhất thời liền đem bốn phía ánh sáng màu lam toàn bộ chấn vỡ sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại dường như ngủ đồng dạng cái kia con bướm chấn động mạnh một cái thân thể run rẩy hai lần trong lòng hoảng hốt nhìn về phía xương nhi phát ra thanh âm quen thuộc cái này tiểu nữ oa đến tột cùng là ai lão phu thế mà không cách nào xâm lấn nàng thần thức không chế lại nàng chỉ có thể đưa nàng đánh bất tỉnh cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra người này chính là cái kia lỗ trưởng lão thần hồn không thể nghi ngờ lúc trước hắn thân thể bị hủy lúc vẫn chưa lộ ra ra thần hồn hình thái chính là sợ mọi người biết hắn lực lượng có đề phòng hiện tại hắn muốn báo thù cho nên cũng phát huy ra hắn tránh thức lực lượng cái này nếu để cho dương sát mấy người bọn hắn cung phụng nhìn đến nhất định sẽ giật này cả mình bởi vì cái này lỗ trưởng lão thần hồn lại cũng là dị thường hiếm thấy lĩnh vực thần hồn đem địch nhân rơi vào vô tận ác mộng địa ngục chi điệp mộng điệp chương 642, trăm đồng với mộng điểm hưu một đạo tiếng xé gió lên chắc phàm mang theo vẻ mặt hốt hoảng vĩnh ninh đi vào mảnh này rừng rậm trên không tại nàng chi điểm xuống tìm kiếm lấy phía dưới mỗi khắp ngõ ngách hắc 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 rốt cục đến đợi lão phu thu thập ngươi cái này tiểu quái vật lại đem hai cái này nữ oa đưa đi xuống cho ngươi chôn cùng hừ lỗ trưởng lão bất giác cười lạnh một tiếng bỗng dưng ẩn vào chỗ rừng sâu biến mất không thấy gì nữa chỉ có sương nhi vẫn như cũ tựa ở đại thụ bên cạnh khuôn mặt một mảnh yên tĩnh chi sắc chắc phàm ở trên không một đường phi nhanh dò xét lấy phía dưới hết thảy bỗng nhiên vĩnh ninh nhất chỉ phía dưới đại thụ bên cạnh ánh mắt mê mang vội vàng nói nhìn là sương nhi ha 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 người nhãn lực lại so với ta còn tốt không khỏi khẽ cười một tiếng chắc phàm khoái miệng xẹt qua không hiểu đường cong một cái cúi người hướng phía dưới tiến lên đã như vậy chúng ta đi xuống đi bạch một cái lắc mình chắc phàm đã là rơi xuống mặt đất dương mắt nhìn lên đã thấy sương nhi chính tựa ở đại thụ bên cạnh hôn mê bất tỉnh trong lòng hết thảy không sai chắc phàm mang theo vĩnh ninh hướng sương nhi phương hướng đi đến khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc lấy điều tra lấy bốn phía tình thế khóe miệng lại là một mực treo một bộ tà dị đường cong trong lòng cười lạnh liên tục ông thế mà chắc phàm hai người còn chưa đi vào sương nhi trước người một đạo vô hình ba động lại là đột nhiên tại bọn họ quanh thân không gian chấp động ngay sau đó nhưng gặp từng đạo từng đạo màu xanh lam choáng màn phát lên hai người trước mắt hoàn cảnh liền đột ngột đến biến đổi trong nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới không có cái gì liếc một chút nhìn không thấy bờ mà bên cạnh hắn vĩnh ninh cũng là ngốc trệ suy nghĩ thần thân hình dần dần mờ đi sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa nơi này chỉ còn lại có trác phàm một người mà thôi huyễn cảnh mi đầu bất giác lắc một cái Chắc phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nơi này quả nhiên là cái bẫy dập, vừa mới ta đến thời điểm, thấy chung quanh cũng không bố trận dấu vết. Cái này huyễn cảnh, hẳn là người làm chỗ tạo đi. Ha ha ha, biết là bẫy dập còn bước vào đến, hỗn tiểu tử, người quả nhiên phách lối cực kỳ. Đột nhiên, một tiếng già nua hét lớn vang lên, chắc phàm chỉ là nghe xong, liền khinh thường bĩu môi, sâu xa nói. Lỗ trưởng lão, giống như người hóa hư cao thủ, thế mà cầm hai tiểu cô nương làm mồi nhử, không ngại mất mặt sao khinh thường bĩu môi lỗ trưởng lão từ chối cho ý kiến thì tính sao người nào để trong này là song long viện bên cạnh ngươi lại có cái kia ba vị cung phụng bảo hộ lão phu không thật mạnh công chỉ có thể dụng kế hôm qua mọi người rời đi lúc ta gặp cái kia hai nữ cùng ngươi tựa hồ rất thân cận liền thừa cơ mê các nàng thần trí làm cho các nàng đi dụ ngươi tới đây thế nhưng là bên trong một nữ không biết sao lại không nhận mê hoặc lại là để lão phu khó hiểu cực kỳ cái nào há người nói là sương nhi không sai gật đầu, chắc phàm không vội chút nào, còn có nhàn tình nhã trí giải thích cho hắn một phen, nàng là thiên vũ thánh nữ, lớn nhất thiện nhìn bầu trời máy, thức mệnh đồ, càn quét hết thảy mê vụ, thấy rõ chân tướng, người đối nàng dùng mê thuật, quả thực cũng là đụng trên họng súng, sao có thể mê cho nàng a? À? trong lòng bất giác run lên, lỗ trưởng lão khẽ gật đầu, giật mình nói, thì ra là thế, lão phu đã sớm nghe nói, thiên vũ có mây thị nhất tộc, rất là kỳ dị, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Nhưng là là tiểu tử, ngươi hôm nay đem bí mật này nói cho lão phu, thì không sợ lão phu đem nữ oa kia bắt về, thật tốt nghiên cứu một phen sao? Dù sao, đây cũng là cái kỳ tài, nghiên cứu cái rắm, một người chết, nghiên cứu quỷ a, khóe miệng hơi hơi một phát, chắc phàm lộ ra tà dị tiếu dung, lão tử hôm nay đã dám theo ngươi chia sẻ bí mật, bắt có niềm tin để ngươi cẩn thủ bí mật này, mà người chết là lớn nhất không dễ dàng để lộ bí mật, nghe được lời này, cái kia lỗ trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng ha 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 thật là cuồng vọng tiểu tử ngươi bây giờ trong tay ta nắm chặt dựa vào cái gì nói có thể muốn lão phu mệnh khạc 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 người nhà thân thể là bị lão tử hủy lại hủy ngươi nguyên thần để ngươi thần hồn câu diệt cũng bất quá là tốn nhiều một chút lực thôi không có gì quan trọng vừa dứt lời chắc phàm sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai tản mát ra mông lung ánh sáng phiêu đãng bốn phía tà tiếu liên tục lão đầu tử ngươi phải biết huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh cũng không phải là thực chất bây giờ ta cái này lam hải mị ảnh dực triển khai ngươi một khi hút vào ta cái này ánh sáng phấn đồng dạng sẽ rơi vào huyễn cảnh không dứt ra được ngươi cái này thần hồn huyễn cảnh tự nhiên có thể phá nói chắc phàm tiếp tục vỗ cánh quang phấn phiêu tán rơi rụng ở giữa thế nhưng là lỗ trưởng lão gặp lại là cười nhạo liên tục khinh thường nói tiểu tử thúi ngươi thật sự là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản a à. cái này lam hải mị ảnh dực xác thực hiếm lạ nhưng là nó chỉ có thể nhằm vào có thân thể người lão phu thân thể đã hủy, những thứ này quang phấn đều không thể hút nhập thể nội, như thế nào rơi vào huyễn cảnh. Người đây quả thực là, tốn công vô ích, ha ha ha, thân thể bất giác chỉ trệ, chắc phàm mi đầu sâu nhăn, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, dường như cũng mới phản ứng được một dạng. Tiếp lấy hắn liền đem hai cánh thu hồi, cánh tay hồng mang đại thịnh, gầm thét liên tục, hừ, huyễn cảnh là giả, ta quyền đầu là thật. Huyễn cảnh là tại thế giới chân thật trên cơ sở bố trí đi ra, ta đem cái này một vùng đều hủy nhìn người huyễn cảnh phá không phá hét lớn một tiếng chắc phàm đột nhiên đồng tử ngưng tụ hiện ra xích mang cường lực nhất quyền liền hung hăng hướng khắp nơi đập xuống oanh nhưng nghe một tiếng vang thật lớn phát ra khắp nơi tại một trận kịch liệt rung động về sau lại là lại bình tĩnh trở lại ngay sau đó đụng một tiếng hồng mang bắn ngược đúng là đem hắn thân thể mình cho đánh bay ra ngoài lúc này phun ra một miệng đỏ thẫm máu dịch ha 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 nếm đến đau khổ a à, người cái này kệ mạnh tiểu tử thân thể mạnh hơn, cũng không có thể đột phá lão phù huyễn cảnh. Cái kia lỗ trưởng lão lần nữa đắc ý quát kêu lên, chắc phàm đứng người lên, bất khả tư nghị dao động cái đầu, không có khả năng, cái này xông lên chi lực nhất định là ảo giác, ta quyền lực nhất định đem khắp nơi đạp nát, lại đến mấy cái quyền, cái này huyễn cảnh tất phá. Nghĩ như vậy, chắc phàm bất chợt tới đến hướng bốn phía mạnh mẽ huy quyền, kinh lực trực thấu thương khung, thế nhưng là quyền kia đầu đánh trên không trung, lại đều là một trận không gian ba động về sau, liền lại một bắn ngược trở về nhất thời đem chính mình lần nữa đánh cho trọng thương như vậy xuống tới bất quá ba năm quyền công phu chắc phàm liền đã vết thương chồng chất đem chính mình làm đến không thành hình người lỗ trưởng lão ở một bên nhìn đến tà tiếu liên tục hét lớn lên tiếng tiểu tử coi như thân thể ngươi mạnh hơn lần này cũng chết chắc nơi này chính là lão phu thế giới không phải do ngươi làm chủ như là địa ngục bên trong diêm la tại hướng phía dưới tiểu quỷ kết tội cái kia lỗ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi hét lớn liên tục ngay sau đó không gian xung quanh lần nữa biến đổi trở thành một mảnh huyết sắc thế giới mà chắc phàm dưới chân cũng đột nhiên biến thành một tòa ao máu nương theo lấy một ngạt quỷ hào âm thanh liên tiếp vang lên bốn phương tám hướng trên trời dưới đất hàng ngàn hàng vạn ác quỷ hướng chắc phàm nơi này tới gần trên thân tất cả đều là máu me đầm đìa ruột xuyên bụng nát chỉ có trong mắt tản ra tà ác cùng bạo lệ chắc phàm trả mạng cho ta chắc phàm trả mạng cho ta bên trong có một nhóm lớn người lại vẫn là chắc phàm đã từng đánh giết địch nhân lúc này vừa vặn hướng hắn đến lấy mạng trong mắt nhịn không được co rụt lại chắc phàm không khỏi quá sợ hãi thì thào lên tiếng không có khả năng đây đều là ảo giác lão tử muốn đem toàn bộ các ngươi đánh nát giống to một tiếng chắc phàm đột nhiên nâng lên cánh tay liền muốn hết sức nhất kích thế nhưng là còn không đợi hắn vung ra quyền đầu cánh tay hắn lại là đột nhiên bị bắt lại tựa như có đồ vật gì ngăn chặn hắn đồng dạng trong mắt ngưng tụ chắc phàm quay đầu nhìn qua lại chính gặp một con kia chỉ ác quỷ đã là bò lên trên hắn thân thể đang không ngừng gặm ăn cánh tay hắn cái kia cường hãn kỳ lân tí vậy mà trong nháy mắt bị gặm thành bạch cốt tiếp lấy liền xương cốt đều không có đầy mắt không thể tin dao động cái đầu chắc phàm kêu sợ hãi liên tục không có khả năng đây là ảo giác không phải thật sự đúng vậy a à, là ảo giác có điều tại huyễn cảnh bên trong bỏ mình người tại trong hiện thực cũng sẽ chết ha 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 vô tận thương khung ở giữa lại truyền tới lỗ trưởng lão cái kia tà dị tiếng cười gian trác phàm ngửa mặt lên trời trợn mắt nhìn kêu to liên tục cảm thụ lấy thân thể bên trên truyền đến từng ngụm bị gặm ăn thống khổ lại là không có cách nào chỉ có thể kêu đau đớn không thôi sau đó nhìn thân thể mình từng bước một bị thôn phệ lại là một chút sức lực đều không xử ra được tại trong tuyệt vọng thê thảm mà sa vào cái kia tanh hôi ao máu bên trong chìm không tiến vào biến mất không thấy gì nữa một phương diện khác vẫn là cây đại thụ kia dưới Chắc phẩm thân thể êm đẹp nằm ở nơi đó, nhưng hai mắt nhắm nghiền. Cao mày, một mặt thống khổ bộ dáng, tay chân không khỏi run run, lại là không có cách nào động đậy. Một cái màu lam nhạt bươm bướm tại hắn quay người đi loanh quanh, từng trận màu xanh lam huỳnh quang bao phủ thân thể, phát ra tà dị cười to. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngốc, ngươi đoán sai, từ vừa mới bắt đầu thì đoán sai. Lão phu thần hồn chính là mộng điệp, đem người kéo vào mộng yểm bên trong, cũng không phải là huyễn cảnh ngươi đối phó huyễn cảnh cái kia một bộ phương pháp, tại lão phu vì ngươi chế tạo vô tận mộng yểm bên trong, nhưng là là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao, tại trong thế giới kia, lão phu cũng là thần, có thể khống chế hết thảy, ngươi coi như lại liều mạng vung đầu nắm đấm, cũng là trong mộng huy quyền, cùng hiện thực cùng thân thể ngươi không quan hệ. Bất quá, chỉ có một việc là tương quan, ngươi trong mộng bỏ mình, tại trong hiện thực cũng tương đương chết. Khác biệt duy nhất là, ngươi trong mộng kiểu chết, cũng là lão phu thao túng lão phu muốn để ngươi đau đến không muốn sống lấy báo chúng ta ngự thú tông mười mấy đệ tử bỏ mạng mối thủ hử ha 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 vậy thì thật là quá đáng tiếc chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia thế mà đúng vào lúc này một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên thân thể thình lình chấn động giấc mộng kia điệp thần hồn bất khả tư nghị nhìn hướng phía dưới cái kia chính đắm chìm trong ác mộng bên trong thân thể kinh dị kêu lên ngươi ngươi tỉnh cho tới bây giờ thì không ngủ qua thống khổ sắc mặt bỗng dưng giãn ra Chắc phẩm khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, thăm thầm mở to mắt, một mặt tà cười nhìn về phía hắn. Mộng điệp, thật là rất thưa thớt thần hồn, có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đáng tiếc, hôm nay gặp gỡ lão tử, xem như gặp gỡ khắc tinh, bất giác sợ hãi cả kinh. Cái kia lỗ trưởng lão bốn phía nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, chính mình cái kia màn ánh sáng màu xanh lam vẫn như cũ không có tán, bất giác kinh dị nói. Cái này sao có thể, ngươi thế mà tại lão phu mộng yểm mê thần cảnh bên trong tỉnh lại ha 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 người nghe không hiểu ta lời nói à ta chắc là đã sớm nói lão tử cho tới bây giờ không ngủ qua khinh thường bĩu môi chắc phòng khoái miệng xẹt qua thần bí đường cong toàn bộ thân thể bắt đầu dần dần mờ đi tiếp lấy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lỗ trưởng lão gặp này nhất thời quá sợ hãi không rõ ràng cho lắm thế nhưng là tại cách đó không xa còn có một đạo trác phàm bóng người phiêu hốt tựa ở một cây đại thụ bên cạnh nụ cười quỷ quyệt liên tục hắn phải đồng tử bên trong chấp động lên ba nói vầng sáng màu vàng óng mà lỗ trưởng lão giấc mộng kia điệp thần hồn bốn phía chẳng biết lúc nào đã sớm bị bao bọc một tầng vô hình kết giới hư huyễn không gian như một loại nước gợn đang không ngừng chớp động lên các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo